Hello, xin chào anh em. Thì nhân tiện em đang vệ sinh một số dòng quạt treo tường hàng Nhật bãi thương hiệu KDK, Latina và Palatrix. Thì em cũng lên một video ngắn thôi và chia sẻ cho em một số vấn đề về vấn đề là bán hàng của em là cọc hay không cọc, có quan trọng không không. Thì đầu tiên là vấn đề về hệ thống quạt. Thì hiện tại mình đang có hai dòng, hai kiểu dạng quạt hay bán. Là quạt đầu tiên là chạy bằng đây, chạy bằng bi anh em nhé. Em nhìn thì nó sẽ không nhô lên, nó bằng phẳng luôn chỗ này bi, và cái bi là bi 608 nhé anh em nhé. Anh em nếu mà trong quá sử dụng mà ở nhà mà bị hỏng ấy, thì đi cứ mua cái bi 608 đây, là bé như này. Anh em mua cái bi này về 608L, 608Z cũng không quan trọng, quan trọng là mã 608 là chuẩn. Anh em mua một đôi có khoảng tầm 30, 40, 5.000 và mang thở đóng cho nếu không quen anh em nhé. Đây là một cái là chạy bi. Chạy bi thì nó thay thế dễ dàng nhưng mà độ bền nó không cao. Đấy. Và độ ồn nó sẽ không bằng dòng trục bạc. Dòng thứ hai là cái dòng trục bạc, anh em nhìn nó nhô này này. Đấy, nó nhô như cái lúm này. Đấy, cái dòng trục bạc này nó cực kỳ đi bền. 100 con về thì may một vài con bị hỏng thôi. Nhưng mà gần như không bao giờ bị hỏng các bạn nhé, cực kỳ bền bỉ luôn. Những cái quả này nó lên đại tương đối lâu, khoảng tầm 15 2 năm nay rồi, là dòng quạt treo tường. Mà bên mình cũng bán rất là nhiều ấy. Nhân tiện đang dọn dẹp đầu mùa thì em cũng nói qua để anh em hiểu hóa cái dòng này. Đấy. Thì hai con đều có ưu và nhược điểm các bạn, những các bạn tùy các bạn lựa chọn vào dòng nào, hoặc là mình lên sản phẩm nào thì mình sẽ báo luôn cho anh em. Anh em ok kiểu nào thì dùng đấy nhé. Còn về kích thước kiểu dáng thì đều giống nhau, sử dụng cánh nhôm 35 hoặc cánh nhôm 40 đều được anh em nhé. Cái củ này này. Đấy. Và sau khi hoàn thiện thì nó sẽ lên như này. Đây là cái quạt dạng này anh em nhé. Bây giờ mình chưa lắp lồng, chưa lắp cánh vào. Thì có con sẽ phải sơn lại cái thân này cho nó đẹp, nó sẽ bị ngả màu. Có những con thì mình sẽ sơn bầu. Nói chung là hoàn thiện cho anh em khoảng tầm 70-80%. Ở đây ví dụ cái bầu nó sơn. Đấy, sơn mình sẽ sơn như này anh em nhé. Đấy, ok. Đây là phân biệt hai cái dòng quạt, tức là trục bạc hoặc bi thôi. Thì tiếp theo mình sẽ chia sẻ một chút về vấn đề cọc hay không cọc. Thì đây là vấn đề thực ra ai shop nào bán hàng cũng đều gặp vấn đề đấy anh em nhé. Thì bên mình thực ra chia sẻ với mọi người cọc hay không cọc cũng không quan trọng lắm các bạn ạ. Ở những cái hàng mà nói về cái hàng thường xuyên thì nhiều khi mình cũng không cần bắt cọc vì đã giao lưu với nhau, biết nhau, hiểu nhau, gọi là mình đã tin tưởng nhau thì mình không cần cọc. Và có khi là giao hàng xong mới nhận tiền, chuyện bình thường. Thế có những cái hàng mới thì khi mới thì có cái hàng thông qua lại theo cái cảm nhận khi mình giao tiếp khách hàng, cảm giác mình tin tưởng khách hàng và nó gọn nhẹ, nó không có cứ dạng dập dạp giờ lôm na ấy, hiểu nó dập dạp là cứ không rõ ràng, hoặc là nó có cái gì đó mình cảm giác bằng cảm nhận gọi là giác quan mình không tin tưởng, thì những mặt hàng giá trị lớn thì bên mình cũng bắt anh em cọc, gọi là cọc thì là cọc để lấy chỗ tin tưởng vài trăm nghìn thôi, để bù cái tiền vận chuyển giảm, chẳng xử như là nó anh em không nhận thì gọi là giả cho cái tiền vận chuyển bên shipper bưu điện thôi, chi tiêu shop mình cũng chả được lợi nhuận gì từ cái sản phẩm tính cọc các bạn nhỉ. Thế có những khách hàng mình cảm thấy nó đang làm việc một cách gọn nhẹ nhanh chóng thì mình cũng chả cọc được gì. Ủa, anh cứ nhận hàng thanh toán cho mình shipper thì em cũng được, không sao cả, rất là thoải mái. Đấy. Thì vấn đề cọc hay không cọc thì thực ra nó cũng đối với các shop khác như thế nào, số em thì nó là vấn đề bình thường. Đây còn cũng chia sẻ thêm một cái phân khúc khách hàng mà khi mình giao tiếp mình cảm nhận là mình không tin tưởng. Thứ nhất là gì, các bác cứ chém gió như bão ABC đấy, là cái ông nói nhiều quá, chém gió kinh quá, nào là anh mua hàng từ trước nay chưa bao giờ anh phải cọc tiền, rồi là anh mua hàng mấy chục triệu anh phải cọc tiền đâu ABC. Thực ra đấy là cái quan điểm của một người bán thôi. Đấy, thuận mua vừa bán này. Shop khi người ta không bắt cọc nhưng shop em lại bắt cọc, nếu cảm thấy anh em hợp lý thì anh em mua hàng cho nhau. Còn bên mình cọc hàng thì nhiều khi cứ đơn hàng 2-3 triệu mình chỉ bỏ anh em thôi, anh em cọc cho mình 100-200 nó chẳng đáng bao nhiêu cả. Để trường hợp giả sử như mà vô tình anh em không nhận thì cái tiền đấy là giả cho bên bưu điện thôi, chứ bên shop em cũng không lợi nhuận gì ở cái đấy các bạn nhé. Đấy. Thì nhân tiện mình cũng kể một câu chuyện hoàn toàn thực tế, thì vừa ấy mình mới đường bác khách hàng, tí mình sẽ để phần số tạo ba phần tiêu đề bác alo cho em, bác mới mua hai cái
quạt thống nhất, cái quạt này đến quạt hồi xưa mình đưa lên trên mạng rồi cho anh em làm cái sưu tập hàng cỏ, đó là hàng của điện cơ thống nhất Việt Nam thôi chứ không phải hàng bãi. Thì nói chung lần đầu tiên cảm nhận điện thì mình đã không có ấn tượng bác rồi. Thứ nhất là gì, bác ấy nói chuyện chắc bác hơn tuổi em, nhưng bác nói chuyện kiểu giữa giời ấy, nói thẳng đấy. Bác ấy bỏ cái quạt em đưa lên thì đã bán chưa, xin lỗi anh em, thì thực ra là ngày nào mình cũng lên video rất là nhiều sản phẩm quạt. Mình chả mình hỏi bác ấy bác cái quạt sản phẩm đấy thì nó là sản phẩm quạt của hãng gì hãng gì thì em mới biết được, chứ em ngày em bán bao nhiêu quạt nè, em lên video nhiều không biết được. Luôn là mãi thì bác mới trình bày là cái quạt thống nhất đấy. Đấy thì bác mới vâng ok cái sản phẩm đấy, thì em bảo bác cái sản phẩm đấy là bác Hà Nội thì em sẽ gửi xe cho bác, vì cái sản phẩm này nó cực kỳ cồng kềnh và nó nhiều khi là nó xem trên video nhưng mà nhiều khi nó không hợp lý hợp ứng của bác, thì bác cho cái Zalo để em kết bạn Zalo bác em dành thực tế cho bác xem, cảm giác ok thì bác cọc tiền cho em, cọc vài trăm nghìn thôi, nó không đáng bao nhiêu cả. Bởi vì anh biết hai cái quạt cây nó cao một cái mét hai cái mét tư, mà khi các bạn vận chuyển đi đấy, nhất là tháo ra đóng rất là vất vả, chèn xốp chèn thùng các loại vào rồi gửi xe, bác ở Hà Nội em Hải Phòng mà, thì gửi lên đấy thì cái chi phí ship là một chuyện, rồi chi phí chở ra bến là một chuyện, rồi phí đóng nó em cứ gọi đi nó khoảng tầm 300-400 nghìn đi, là tất cả chi phí cả ship cả tiền vật tư đóng vào bác ấy. Thì bác ấy là cũng người lớn tuổi rồi nên là bác ấy bảo bác không dùng Zalo, thì em bảo thôi bác có xong anh em bạn bè nào có dùng Zalo không thì em gửi cho bác ấy, tại vì cái sản phẩm này nó hơi không những cái sản phẩm đó vừa cồng kềnh và nó lại còn gọi là nó cần xem thực tế cơ, thì bác cứ bảo không chú gửi lên đấy xong rồi anh thanh toán tiền. Thì em bảo thôi bác ấy, cái vấn đề đấy thì bác cứ cọc tiền 200-300 nghìn cái tiền như tiền vận chuyển, giả sử bác ấy không lấy, bác có không vối rồi bác không nhận thì cái tiền đấy chỉ là tiền hồi hương tiền cho bên shipper thôi. Thế nhưng bác cái tỏ thái độ khó chịu quan trọng, cứ thể cứ trình bày là bác là người uy tín mua hàng cái loại kia, thì em bảo thôi thế thì em không bán cho bác đâu. Vì từ thời gian cái ấn tượng ban đầu khi mà nói chuyện mình đã cảm giác là nó không gọn, nôm na việc khó trình bày cho bác thế nào là gọn nhỉ, tức là nó cái độ nó nó không nhanh gọn để mình tạo độ tin tưởng. Còn về nguyên tắc thời gian 200-300 nghìn bác cọc cho em nó chả đáng bao nhiêu, không có khó khăn gì đâu mà bác ấy không cọc được. Bác cứ trình bày là tôi là người uy tín rồi, là cứ mua hàng nên gửi đúng sản phẩm đối thanh toán, thì tất nhiên rồi bây giờ em là người bán chắc chắn em sẽ bán nhiều hơn và gặp nhiều những phần khách hàng nên bác ấy mua, nên là em chỉ yêu cầu thôi bác cọc cho em 200-300 nghìn thôi là cái tiền shipper đấy, thì bác ấy không làm được. Bác ấy cứ trình bày cái loại kia mà thôi em không bán cho bác nữa, bởi vì là bác là người uy tín, bác với em chưa biết nhau bao giờ cả, em bảo đảm bây giờ nếu giả sử bác giao lưu với em nhiều rồi biết nhau rồi thì em chả phải mắc cọc tiền đâu, còn bác chưa giao lưu với em bao giờ. Thứ hai là bác hãy không dùng các cái hệ thống mạng đầu khi nó khó nói chuyện, không biết là thực tế như nào, thì bác cứ cọc tiền cho em 200-300 nghìn tiền xe thì em gửi hàng, còn không thì thôi. Đấy, thì nói chung là vấn đề đơn giản thôi, và bên em cũng nói rằng là nếu mà bác không cọc thì em không bán. Đấy, thì bác cũng bảo thế thì không bán thì ABC đưa lên mạng làm cái gì rồi là trình bày linh tinh như nói kia, nói chung là nó mất nó phản cảm, nó gây ức chế người bán. Đấy thì cũng chia sẻ luôn cho các anh em nào mà gần xa mà có ý định muốn mua hàng với em, thì em cứ xanh chín rõ ràng luôn cho các bác ấy. Hải Phòng em thì quan điểm thế, Hải Phòng em không lòng vòng, bác có tiền bác mua ok, còn người em có hàng em bán, cảm giác thuận hợp anh em mà hợp thuận thuận nhau thì mình bán cho các bạn, nếu không thì không bán, không phải bạn cứ có tiền các bạn có thể mua được. Đấy, bên em quan điểm rõ ràng thế. Thế còn rất nhiều khách hàng người ta cũng chả biết em là ai và cũng chưa giao lưu bao giờ, người ta vẫn chuyển khoản 100% sản phẩm, có thể cái ghế massage tầm 15-17 triệu người ta vẫn cứ chuyển khoản hoàn toàn cho em. Đấy, nhiều khi thì đơn giản người ta nói chuyện rất nhanh gọn, uy tín người ta tin tưởng thôi. Đấy, thì em cũng không cần bắt phải tin tưởng em hoàn toàn. Đấy, nhưng mà cái vấn đề nó chỉ có 200-300 nghìn cọc tiền thôi, nhưng mà bác cũng không làm được, thì bác cứ trình bày bác người uy tín. Bây giờ cái 200-300 nghìn đấy nó chả đáng bao nhiêu nữa, mà cái tiền đấy em có cầm đâu. Ví dụ hai bác em bắt bác cọc, ví dụ cái đơn hàng này
3 4 triệu bác cọc cho em 2 3 triệu thì nó là khác. Đây chỉ cọc có 2 300 nghìn. Cực kỳ đơn giản và vấn đề cực kỳ dễ hiểu thôi. Thế nhưng mà anh các bác khách hàng đấy bác ấy vẫn không cọc và bác cứ vẫn làm ma má trình bày vấn đề anh mua hàng tin là người uy tín như nọ kia đấy, thì bây giờ uy tín ở đâu, uy tín mà qua nước bọt uy tín sao được, em chả biết bác là ai, chưa giao lưu bao giờ, rồi cách làm việc của bác nó lộ cổ nó không chuẩn chỉnh rồi, cũng có thể do bác lớn tuổi bác không dùng Zalo hoặc bác chưa nhanh đấy, không em không để ý, nhưng quan trọng cái thước làm việc bác cứ coi cái giá trị của đồng tiền của bác cao, còn cái hàng em không giá trị chắc đấy, nên anh em cũng phải thông cảm. Cọc thì không cọc đấy là tùy vào cái sản phẩm và tùy vào cái cảm tính của bác nhé. Đây em cũng nhắn nhủ đến cái bác, em để số điện thoại trên cho bác ấy, để bác hiểu. Đấy. Cửa hàng em đã đưa thông tin lên mạng thì đã là đảm, thì sẽ phải có chịu trách nhiệm về các sản phẩm của mình bán ra. Thế còn mọi người đều biết em cái kênh em, còn em chưa biết bác là ai cả, mà bác cứ bao là bác tin tưởng là người uy tín, nhưng tin tưởng tại sao chỉ có 200-300 nghìn mà không bỏ để cọc tiền cho cái sản phẩm của mình nhé, và sau đó bên không bán thì bác lại tỏ ra thái độ là làm ăn nó bổ giúp em là làm ăn lô cơm rồi đưa lên mạng rồi không bán loại kia. Có những người em có thể bán và có những người không thể bán, và những cái phân khúc khách hàng như bác thì chắc chắn không bao giờ em bán, và kể cả có giả nhiều tiền em cũng không bán đấy, một khi mình đã thích rồi thì không còn để ý, còn khi đã không thích rồi thì cấp tiền nhiều thì cũng chưa chắc mình đã bán các bạn nhé. Ok, đấy một vài cái chia sẻ mình muốn gửi đến anh em. Ok, xin chào anh em những video sau.